áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em học sinh. Ở video trước thì chúng ta đã tìm hiểu lý thuyết về ankin rồi. Trong video này thì cô sẽ cùng các em đi vào làm các bài tập trọng tâm về ankin. Loại bài tập trọng tâm đầu tiên mà chúng ta sẽ đi xác định đó chính là bài tập phản ứng thế bằng ion kim loại. Và trước khi đi vào làm từng bài tập cụ thể thì các em cần phải nắm được các kiến thức như sau. Đó là không phải là tất cả các ankin đều có thể phản ứng với bạc nitrat trong ammoniac nhá, mà chỉ các ankin có liên kết 3 đầu mạch hay là các anca-1-in thì mới phản ứng với bạc nitrat trong ammoniac. Và lưu ý với các em đó là trong tất cả các ankin có liên kết 3 ở đầu mạch thì chỉ có acetylen là phản ứng với bạc nitrat trong ammoniac theo tỷ lệ 1:2. Vậy chú ý nhá. Nhớ phản ứng của acetylen với bạc nitrat trong ammoniac đó là chúng ta sẽ thu được bạc acetinua CaG nối 3 CaG. Đấy là chất kết tủa có màu vàng. Và amoni nitrat. Và chú ý nhá, ở đây là 2 vào bạc nitrat, 2 vào ammoniac và đây sẽ là 2 vào NH4NO3 nhá. Thế còn với các ankin có liên kết 3 đầu mạch khác, cô lấy nhá, tổng quát đó là CH nối 3C nối đơn R. Và chú ý nhá, R đây khác hydro. Thế khi phản ứng với bạc nitrat trong ammoniac thì chúng ta sẽ thu được CaG nối 3CR và NH4NO3. Thì các em chú ý nắm vững hai cái trường hợp này để chúng ta làm cái bài tập liên quan đến xác định ankin, được chưa? Sau đây thì cô sẽ cùng các em đi vào làm một số bài tập cụ thể. Sau đây thì chúng ta cùng đi vào bài tập đầu tiên, bài tập số 1 với nội dung như sau. Có bao nhiêu đồng phân ankin có công thức phân tử là C5H8 tác dụng được với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac tạo kết tủa? Có 4 đáp án để chúng ta lựa chọn. Như vậy để làm được câu số 1 này thì chúng ta phải xác định được là C5H8 này có bao nhiêu đồng phân, trong đó thì có bao nhiêu đồng phân là có liên kết 3 ở đầu mạch. Bởi vì là gì, chỉ có những ankin có liên kết 3 ở đầu mạch thì mới tác dụng được với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac để tạo kết tủa nhá. Thì lưu ý với các em là ứng với công thức phân tử C5H8 thì chúng ta sẽ có 3 đồng phân như sau. CH nối 3C nối đơn CH2, CH2, CH3 và CH3 nối đơn C nối 3 C nối đơn CH2 nối đơn CH3 và một đồng phân nữa như sau. CH nối 3 C nối đơn CH CH3 CH3. Thế để nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là có mấy đồng phân có liên kết 3 ở đầu mạch nhỉ? Có 2 đồng phân. Như vậy ở đây đáp án mình lựa chọn sẽ là gì? Đáp án B nhá. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 2 với nội dung như sau. Để phân biệt ethylene và acetylene thì thường dùng dung dịch nào sau đây? A là dung dịch brom dư, B là dung dịch kali permanganat dư, C là dung dịch bạc nitrat trong ammoniac và D là dung dịch natri hydroxit. Như vậy câu số 2 này rất là đơn giản đúng không? Chúng ta dễ dàng lựa chọn được đáp án ở đây chính là đáp án C. Chú ý nhá, ethylene CH2 nối đôi CH2. Đây là ethylene hay là thuộc dãy đồng đẳng anken. Thế còn acetylene thì công thức cấu tạo là CH nối 3CH. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là sẽ loại được dung dịch brom dư bởi vì cả hai chất này đều phản ứng với dung dịch brom đúng không? Cũng sẽ không chọn dung dịch KMnO4 bởi vì là hai chất này đều phản ứng được với dung dịch KMnO4 nhá. Chúng ta cũng không chọn dung dịch natri hydroxit bởi vì hai chất này đều không phản ứng với natri hydroxit. Ở đây chỉ có thể là đáp án C bởi vì là acetylen có thể phản ứng được với bạc nitrat trong ammoniac
để thu được kết tủa vàng của bạc acetinua nhá. Và cân bằng thì ở đây là 2 vào bạc nitrat, 2 vào ammoniac và 2 vào amoni nitrat. Sau đây chúng ta cùng đi vào câu số 3 với nội dung như sau. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp khí X gồm ethylene và propin qua lượng dư dung dịch bạc nitrat trong ammoniac, thấy còn 0,84 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn: A là tính thành phần phần trăm về thể tích của các khí trong X và B là tính m. Đọc đề thì nghe có vẻ rất là dài dòng đây, nhưng thực ra cái câu số 3 này chính là bài tập 5 sách giáo khoa trang 145. Sau đây thì cô sẽ cùng các em đi vào phân tích để tìm ra đáp án ở câu số 3 này nhá. Thì đề bài cho là gì? Hỗn hợp X thể tích là 3,36 lít ở điều kiện tiêu chuẩn, gồm có hai khí, đó là ethylene, chúng ta sẽ viết dưới dạng công thức cấu tạo nhé, là CH2 nối đôi CH2, và propin chính là gì? CH nối 3C nối đơn CH3, được chưa? Cho cái hỗn hợp X này qua dung dịch bạc nitrat trong ammoniac. Vậy thì chúng ta thấy ngay rằng là cái khí thoát ra chính là gì? Ethylene CH2 nối đôi CH2. Bởi vì sao mình có là ethylene thì không phản ứng với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac. Như vậy dựa vào cái dữ kiện này thì chúng ta đã dễ dàng tính được phần trăm thể tích của ethylene rồi. Đây, khí thoát ra là 0,84 lít. Vậy phần trăm của ethylene chính là bằng thể tích 0,84 chia cho thể tích của hỗn hợp là 3,36, tất cả nhân với 100%. Vậy chúng ta cùng tính nhá. 0,84 chia 3,36 nhân 100%, vậy đây là 25%. Vậy dễ dàng suy ra được phần trăm thể tích của propin thôi. Propin C3H4. Vậy phần trăm về thể tích chính là bằng 100% trừ đi phần trăm thể tích của ethylene là 25%, vậy là 75%. Như vậy là xong phần A rồi. Tiếp theo là đến phần B. Phần B là yêu cầu mình tính khối lượng kết tủa. Thế thì chúng ta thấy rằng là kết tủa ở đây thì chỉ có là gì thôi? CAG nối 3CCH3. Thế bạn nào mà chưa biết viết phương trình phản ứng thì cô sẽ viết lại ở dưới này nhá. Đó là khi dẫn hỗn hợp X này phản ứng với bạc nitrat trong ammoniac thì chỉ có propin phản ứng, propin CH nối 3C nối đơn CH3 nhá, phản ứng với bạc nitrat trong ammoniac. Thế các em để ý này, ở đây thì chỉ có một nguyên tử hydro linh động thôi, và chỉ có một nguyên tử hydro này bị thay thế bởi nguyên tử bạc nhá. Vậy ở đây sẽ là CAG nối 3CCH3 và cộng với NH4NO3, được chưa? Và đây là kết tủa. Bây giờ chúng ta chỉ việc xác định được số mol kết tủa này thì mình sẽ tìm được ra khối lượng của nó. Thế thì các em nhìn nhá, X thì là 3,36 lít, mà ethylene đã là 0,84 lít rồi. Vậy chúng ta có tính được ra thể tích của propin không? Thể tích propin này được tính chính là bằng 3,36 trừ đi 0,84, vậy là 2,52 lít. Đấy. Và từ đây chúng ta dễ dàng tính được số mol của nó, chính là 2,52 chia cho 22,4, hay là 0,1125 nha. 0,1125 mol. Mà nhìn vào phương trình hóa học này thì có phải mình dễ dàng xác định được kết tủa ở đây cũng là 0,1125 mol không? Vậy dễ dàng suy được ra m chính là bằng số mol là 0,1125 nhân với phân tử khối. Cụ thể phân tử khối ở đây được tính bằng 12 nhân 3 này cộng với 108 cộng với 3 nguyên tử hydro, vậy là 147.
chúng ta thử xem kết quả là bao nhiêu nhá. À, đáp án là 16,5375 gram, được chưa? Như vậy là cô đã hướng dẫn các em hoàn thiện xong câu số 3. Tiếp theo bài học chúng ta cùng chuyển sang câu số 4 với nội dung như sau. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn gồm metan và acetylen qua bình đựng dung dịch bạc nitrat trong amoniac có dư. Thấy bình tăng thêm 1,3 gram, tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp. Như vậy câu số 4 này cũng là bài toán dẫn hỗn hợp khí vào bạc nitrat trong amoniac. Chúng ta cùng phân tích để tìm ra đáp án này. Đề bài cho là có 3,36 lít hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn, gồm hai khí metan rất quen thuộc rồi, CH4, và acetylen CH nối 3CH, được chưa? Cho cái hỗn hợp này qua bình đựng dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Thế thì các em để ý này, đề bài cho là khối lượng bình tăng thêm 1,3 gram. Vậy cái 1,3 gram ở đây là khối lượng của cái gì? Thì các em để ý này, trong hai khí này thì metan không phản ứng thoát ra ngoài bình, đúng không? Vậy khối lượng bình tăng chính là khối lượng của acetylen nha. Vậy từ đây chúng ta dễ dàng tính được số mol acetylen chính là bằng khối lượng là 1,3 chia cho phân tử khối là 26. Vậy chúng ta dễ dàng tính được đây là 0,05 mol, được chưa? Vậy từ đây dễ dàng tính được ra phần trăm thể tích của acetylen trong hỗn hợp rồi. Chính là bằng thể tích của acetylen là 0,05 nhân với 22,4 chia cho thể tích cả hỗn hợp là 3,36. Tất cả nhân với 100%. Vậy chúng ta cùng tính nhé. Ở đây sẽ là 33,33%. Vậy từ đây chúng ta dễ dàng suy được ra phần trăm thể tích của metan chính là bằng 100% trừ đi phần trăm thể tích của acetylen là 33,33%. Vậy sẽ là 66,67%. Như vậy bài tập số 4 này cũng khá là đơn giản. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 5 với nội dung như sau. Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí X gồm propan, ethylene và acetylen qua dung dịch brom dư, thấy còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì thấy có 24,24 gram kết tủa. Biết các thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn, tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp. Như vậy là câu số 5 thì cho chúng ta hỗn hợp gồm có 3 khí và yêu cầu mình đi tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp. Như vậy bài này đọc đề thì trông có vẻ dài nhưng thực tế lại khá là đơn giản. Sau đây thì cô sẽ cùng các em đi vào phân tích để làm bài số 5 nhá. Thì để tính được thành phần phần trăm khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp thì chúng ta phải tính được số mol của từng khí. Vậy bây giờ nhá, hỗn hợp khí X 6,72 lít. Vậy quy về số mol thì đây sẽ là 6,72 chia 22,4 hay là 0,3 mol. Rồi, gồm 3 khí là propan, cô sẽ viết dưới dạng công thức phân tử nhá, C3H8, ethylene C2H4 và acetylen C2H2. Như vậy X của chúng ta là gồm một ancan, một anken và một ankin. Phân tích này, để tính được số mol của từng khí này thì cô sẽ đặt ẩn đây là X, Y và Z. Vậy có phải phương trình đầu tiên mà chúng ta có chính là X cộng Y cộng với Z bằng 0,3 chưa? Phân tích tiếp nhá. Qua dung dịch brom dư thấy còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ. Vậy 1,68 lít đấy chính là gì? Chính là propan không bị hấp thụ, được chưa? Vậy suy ra 1,68 lít tương ứng với số mol ở đây là bao nhiêu? 1,68 chia 22,4. Và chúng ta sẽ tính được là 0,075 mol. Vậy là chúng ta đã có X rồi này. Tiếp này,
Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì thấy có 24,24 gam kết tủa. Vậy kết tủa ở đây các bạn có xác định được không? Trong ba khí này thì chỉ có acetylen là phản ứng với bạc nitrat trong amoniac. Vậy kết tủa ở đây chính là gì? Bạc acetylua CaG nối 3 CaG. Vậy 24,24 gam thì số mol của nó ở đây chính là bằng 24,24 chia cho 240 và là 0,101 mol. Và bảo toàn carbon thì chúng ta tính được Z ở đây chính là gì? 0,101. Vậy có X rồi, có Z rồi. Bây giờ tìm được ra Y không? Thay vào đây chúng ta sẽ có Y chính là 0,3 trừ đi 0,075 và trừ tiếp đi 0,101. Ra kết quả nhá. Vậy là 0,124 mol. Đến đây rất nhiều bạn tính luôn phần trăm thể tích. Thì lưu ý nhá, đề bài yêu cầu là tính phần trăm khối lượng. Vậy chúng ta sẽ tính xem là khối lượng X này bằng bao nhiêu gam. Thì khối lượng X được tính bằng khối lượng propan là 0,075 nhân 44 cộng với khối lượng của ethylene là 0,124 nhân với 28 và cộng tiếp khối lượng của acetylene là 0,101 nhân với 26. Và chúng ta sẽ xem là kết quả đây là bao nhiêu gam nhá. Rồi, vậy là 9,398 gam. Bây giờ mình sẽ đi tính phần trăm khối lượng từng khí. Trước tiên là phần trăm khối lượng của propan. Được tính bằng khối lượng propan là 0,075 nhân 44 chia cho khối lượng X vừa tính được là 9,398. Tất cả nhân với 100%. Vậy ở đây sẽ là như sau. Xấp xỉ 35,11%. Tiếp là phần trăm của ethylene nha. Chúng ta sẽ tính tiếp xuống phía dưới này. Đây cô sẽ tính bên này. Phần trăm ethylene là C2H4 được tính bằng khối lượng của nó là 0,124 nhân với phân tử khối là 28 chia cho khối lượng cả hỗn hợp là 9,398. Tất cả nhân với 100%. Vậy ở đây sẽ là như sau. Và đến phần trăm khối lượng của acetylene thì dễ rồi. Được tính bằng 100% trừ đi phần trăm khối lượng của ethylene trừ tiếp đi phần trăm khối lượng của propan. Và chúng ta tính được là bằng 27,96%. À cô xin lỗi nhé, 0,95%. Như vậy là chúng ta đã làm xong câu số 5. Tiếp theo thì chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 6 với nội dung như sau. Cho 6,6 gam hỗn hợp X gồm hai ankin liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Tác dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì thu được kết tủa của khối lượng là 38,7 gam. Hai ankin đó là... có 4 đáp án để chúng ta lựa chọn. Như vậy câu số 6 thì yêu cầu chúng ta xác định hai ankin liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Và với bài tập mà xác định hai chất liên tiếp trong dãy đồng đẳng thì chúng ta thường nghĩ đến phương pháp gì? Ở trung bình đúng nhỉ? Tuy nhiên ở đây thì các bạn cần lưu ý nhá. Trong tất cả các ankin có liên kết ba đầu mạch mà tác dụng với bạc nitrat trong amoniac nhá thì có acetylene sẽ phản ứng theo tỷ lệ mol là 1:2, còn các ankin khác thì sẽ phản ứng theo tỷ lệ mol là 1:1. Do vậy ở đây chúng ta sẽ phải xét các trường hợp, được chưa? Thì lưu ý là trường hợp 1 cô xét ở đây là ankin khác acetylene. Thì khi đó cô sẽ đặt hai ankin này tương ứng với một ankin. Hai ankin này tương ứng với một ankin là R trung bình
nối đơn C, nối 3CH, được chưa? Vậy khi đó chúng ta sẽ có phương trình hóa học như sau. R trung bình nối đơn C, nối 3CH phản ứng với bạc nitrat trong amoniac. Vậy thì ở đây sản phẩm thu được sẽ là R trung bình C nối 3CAG và NH4NO3. Vậy kết tủa chúng ta dễ dàng xác định được là đây nhá. Thế đề bài cho là 6,6 gam ankin. Vậy chúng ta dễ dàng tính được số mol của nó theo R trung bình, chính là 6,6 chia cho R trung bình cộng với 25, đúng nhỉ? Thế còn ở bên này, chúng ta cũng dễ dàng tính được số mol kết tủa, chính là bằng khối lượng là 38,7 chia cho phân tử khối của nó theo R trung bình, chính là R trung bình cộng với ở đây là 132. Và nhìn vào phương trình hóa học này thì chúng ta thấy rằng là hai số mol này như thế nào? À, bằng nhau. Vậy thì đến đây dễ dàng tìm được ra R trung bình rồi đúng không nhỉ? Mình chỉ việc nhập cái phương trình này vào máy tính thì mình sẽ được kết quả như sau. Bây giờ cô sẽ nhập cái phương trình này vào máy tính nhá. À, mình được R trung bình bằng âm 3. R trung bình bằng âm 3 thì loại rồi. Vậy thì trường hợp 1 này không thỏa mãn. Và trường hợp 2 là ankin có acetylen. Vậy thì sẽ là C2H2 và C3H4. Tại sao cô xác định được luôn hai ankin là C2H2 và C3H4? Thì bởi vì là sao? Liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Và nếu là thi trắc nghiệm thì chúng ta sẽ chọn được luôn đáp án ở đây, chính là đáp án A, C2H2 và C3H4. Thế còn nếu như là tự luận thì chúng ta sẽ tiếp tục giải tiếp để thấy rằng cái trường hợp 2 này là thỏa mãn nhá. Thế các em để ý này, cô sẽ đặt C2H2 đây là X này, C3H4 ở đây là Y này. Thì chúng ta sẽ có như sau. Phương trình đầu tiên đó là 26X cộng với 40Y chính là bằng 6,6. Tiếp này, khi cho qua bạc nitrat trong amoniac thì kết tủa mà chúng ta thu được ở đây chính là gì? C2AG2. Và ở phía dưới này kết tủa sẽ là C3H3AG. Bởi vì trong trường hợp là propin thì chỉ có một hydro bị thay thế bởi nguyên tử bạc thôi. Và đây cũng là X mol và đây là Y mol. Vậy có phải phương trình thứ hai chính là 240X cộng với bên này là 147Y bằng 38,7. Và đến đây chúng ta thử giải xem cái hệ này có nghiệm không nhá. Vậy là giải ra được X bằng 0,1 và Y bằng 0,1. Hay là hệ có nghiệm, điều đó chứng tỏ rằng là cái trường hợp 2 này thỏa mãn. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong bài tập số 6. Và bài tập số 6 này thì cũng đã kết thúc lại video về dạng 1. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.